Với người Ê Đê Bí, chiên dô là một phần quan trọng trong cuộc sống. Trong tất cả các sinh hoạt lễ hội của người Ê Đê đều không thể thiếu tiếng chiên dô. Vì thế, chiên dô không chỉ là tài sản quý giá mà còn có ý nghĩa gắn kết cộng đồng, buôn làng, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc. Mình già rồi nên rất sợ truyền thống văn hóa của dân tộc bị mai một nên cố gắng truyền dạy đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ trong buôn. Hiện nay, đội chiên dô của phụ nữ Ê Đê Bí ở buôn Trắp có 4 nhóm tuổi. Lớn tuổi nhất là hơn 80 tuổi và nhỏ nhất là 6 tuổi. Chị Hờ Diệu Ê Ban, đội trưởng đội chiên dô cho biết, để bảo tồn văn hóa của dân tộc mình, chị cùng với nghệ nhân lớn tuổi đi đến từng gia đình trong buôn, tuyên truyền, vận động các em nhỏ tham gia lớp dạy đánh chiên dô và học đánh hờ rớ. Tôi được học hết từ mấy bà trước rồi, xong mình biết mình truyền dạy cho mấy thế hệ sau nữa. Cái bài chiên này rất hay, rất vui và sau này cháu muốn truyền lại cho các em, các cháu của đời sau. Không chỉ tiếp nối nhịp chiên ở các buôn làng, mà các đội chiên nữ người Ê Đê còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Tây Nguyên trước những tác động của cuộc sống đương đại.